Trước mắt quý vị là 32 thí sinh, cũng là 30 học sinh tiêu biểu đến từ 16 chi đoàn chi hội của khối trung học phổ thông trường Nguyễn Bình Khiêm. Các bạn nam trong trang phục áo vàng, áo sơ mi trắng, quần sọc màu, các cà vạt, các bạn nữ áo dài trắng. Ngay sau phần chào khán giả, các thí sinh đã đến với phần thi kết thúc. Điểm tối đa cho các phần thi này là 10 điểm. Nguyễn Ngọc Anh cao 1m55 nặng 49kg. Với ước mơ thích bóng đá, môn yêu thích của bạn là môn tiếng Anh. Bạn ước mơ sau này bạn sẽ trở thành tiếp viên hàng không. Tiếp theo là cặp đôi mang số báo danh 02 đến từ chi đoàn 12A2. Bạn Nguyễn Văn Hà cao 1m65 nặng 52kg. Sở thích của bạn là đá bóng. Môn học yêu thích của bạn là môn toán. Ước mơ sau này của bạn trở thành một bác sĩ. Bạn Thất Ngọc Mai cao 1m60, nặng 46kg. Bạn thích nấu ăn và bạn thích môn học ngữ văn. Ước mơ của bạn sau này sẽ trở thành cô giáo. Ngay sau đây là cặp đôi mang số báo danh 03 đến từ chi đoàn 12A3. Bạn Hoa Thị Hằng cao 1m58, nặng 42kg. Có sở thích bơi nổi. Môn học yêu thích của bạn là môn vật lý. Ước mơ sau này trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Bạn Nguyễn Văn Sáu cao 1m63, nặng 53kg. Sở thích đá bóng. Môn học yêu thích của bạn là môn toán. Ước mơ sau này bạn sẽ trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Vâng, đến về sân khấu là cặp đôi mang số báo danh 04 đến từ chi đoàn 12A4. Bạn Nguyễn Trang Toàn cao 1m67, nặng 54kg. Sở thích đá bóng. Môn học yêu thích là môn lịch sử. Mơ ước sau này của bạn trở thành một chiến sĩ công an nhân dân. Bạn Trần Thị Hoài Anh cao 1m58, nặng 45kg, sở thích ca múa. Môn học yêu thích của bạn là môn toán. Ước mơ của bạn sau này sẽ trở thành một MC chuyên nghiệp. Tiếp theo là cặp đôi mang số báo danh 05 đến từ chi đoàn 11A1. Bạn Đỗ Hồng Sơn cao 1m74, nặng 62kg, sở thích võ thuật. Môn học yêu thích của bạn là môn ngữ văn. Ước mơ sau này bạn sẽ trở thành một chiến sĩ công an nhân dân. Bạn Nguyễn Thị Dân cao 1m55, nặng 43kg, sở thích tham gia các phong trào tình nguyện. Môn học yêu thích của bạn là môn tiếng Anh. Ước mơ sau này trở thành một nhà phiên dịch. Vâng, đang tiến về sân khấu là cặp đôi mang số báo danh 06 đến từ chi đoàn 11A2. Bạn Chu Trọng Dũng cao 1m70, nặng 49kg, sở thích là ca hát. Môn học yêu thích của bạn là môn ngữ văn. Ước mơ sau này trở thành một diễn viên điện ảnh. Bạn Hoàng Thị Lụa cao 1m55, nặng 42kg, sở thích ca hát. Môn học yêu thích của bạn là môn toán. Ước mơ sau này bạn sẽ trở thành một sĩ quan chuyên nghiệp. Vâng, tiếp theo là cặp đôi mang số báo danh 07 đến từ chi đoàn 11A3. Bạn Huỳnh Thị Thùy Linh cao 1m57, nặng 44kg, sở thích ca hát. Môn học yêu thích của bạn là môn ngữ văn. Ước mơ sau này trở thành một ca sĩ. Bạn Dương Văn Tâm cao 1m64, nặng 50kg, sở thích là đá bóng. Môn học yêu thích của bạn là môn toán. Ước mơ sau này bạn muốn trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Chúng ta đến với cặp đôi mang số báo danh 08 đến từ chi đoàn 11A4. Bạn Trần Trọng Chốt cao 1m65, nặng 47kg, sở thích của bạn là thể thao. Môn học yêu thích của bạn là môn thể dục. Ước mơ sau này trở thành một vận động viên thể hình. Bạn Nguyễn Minh Hậu cao 1m55, nặng 44kg, sở thích đá cầu. Môn học yêu thích của bạn là môn ngữ văn. Ước mơ sau này bạn sẽ trở thành một nữ công an nhân dân. Đang tiến về sân khấu là cặp đôi mang số báo danh 09 đến từ chi đoàn 11A5. Bạn Phí Thị Hồng cao 1m60, nặng 47kg, sở thích môn thể thao cầu lông. Môn học yêu thích là môn tiếng Anh. Ước mơ sau này muốn trở thành một nhà phim lịch. Bạn
Phùng Văn Quang, cao 1m65, nặng 50kg, sở thích ca hát, môn học yêu thích của bạn là môn toán, ước mơ sau này bạn sẽ trở thành bác sĩ. Tiếp theo là cặp đôi mang số báo danh 10 đến từ lớp 10A1. Bạn Nguyễn Hồng Anh, cao 1m52, nặng 47kg, sở thích môn thể thao cầu lông, môn học yêu thích của bạn là môn ngữ văn, ước mơ của bạn sẽ trở thành cô giáo dạy văn. Bạn Chu Bá Dương, cao 1m61, nặng 45kg, sở thích của bạn là đá cầu, môn học yêu thích là môn ngữ văn, ước mơ trở thành một chiến sĩ công an nhân dân. Vâng, xin mời cặp đôi tiếp theo mang số danh 11 đến từ lớp 10A2. Bạn Vũ Thị Lan, cao 1m60, nặng 40kg, sở thích đi shopping, môn học yêu thích của bạn là môn thể dục, ước mơ của bạn trở thành một người mẫu trong tương lai. Bạn Nguyễn Đức Công, cao 1m62, nặng 57kg, sở thích của bạn là môn đá bóng, môn học yêu thích là môn toán, ước mơ sau này trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Tiếp theo là cặp đôi mang số danh 12 đến từ lớp 10A3. Bạn Nguyễn Lan Anh, cao 1m60, nặng 50kg, sở thích đi du lịch, môn học yêu thích của bạn là môn tiếng Anh, ước mơ bạn sẽ trở thành một bác sĩ. Bạn Phùng Mạnh Cường, cao 10, nặng 67kg, sở thích của bạn là đá bóng, môn học yêu thích là môn toán, ước mơ sau này muốn trở thành một chiến sĩ công an nhân dân. Và tiếp theo là cặp đôi mang số báo danh 13 đến từ lớp 10A4. Bạn Nguyễn Thị Loan, cao 1m56, nặng 41kg, sở thích nấu ăn, môn học yêu thích của bạn là môn thể dục, ước mơ của bạn sau này sẽ trở thành bác sĩ. Bạn Phạm Văn Tiên, cao 1m70, nặng 55kg, sở thích nấu ăn, môn học yêu thích của bạn là môn thể dục, ước mơ sau này của bạn trở thành một nhân viên văn phòng. Tiếp theo là cặp đôi mang số danh 14 đến từ lớp 10A5. Bạn Đỗ Thị Yến, cao 1m61, nặng 48kg, sở thích cầu lông, môn học yêu thích của bạn là môn hóa học, ước mơ của bạn sau này trở thành nhà thiết kế thời trang. Bạn Nguyễn Xuân Anh, cao 1m64, nặng 50kg, sở thích của bạn là môn bóng đá, môn học yêu thích là môn toán, ước mơ sau này trở thành một cầu thủ xuất sắc. Ngay sau đây xin mời quý vị các bạn cùng đến với cặp đôi cuối cùng, cặp đôi số 15 đến từ lớp 10A6. Bạn Phạm Thị Hiền, cao 1m52, nặng 42kg, sở thích đi du lịch, đó đây, môn học yêu thích của bạn là môn tiếng Anh, ước mơ của bạn sau này sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang. Bạn Vũ Văn Linh, cao 1m75, nặng 58kg, sở thích xem phim, môn học yêu thích là môn thể dục, mơ ước sau này bạn trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Còn tiếp theo là cặp đôi mang số danh 16 đến từ chi đoàn 10A7. Bạn Hoàng Thanh Nhàn, cao 1m63, nặng 47kg, sở thích xem phim, môn học yêu thích là môn ngữ văn, ước mơ sau này trở thành hướng dẫn viên du lịch. Bạn Đào Văn Hiếu, cao 1m65, nặng 46kg, sở thích của bạn là đi xem phim, môn học yêu thích của bạn là môn toán, ước mơ của bạn sau này sẽ trở thành ca sĩ. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu và các bạn, trên sân khấu của chúng ta lúc này là 32 sư mẫu, 32 học sinh tiêu biểu đến từ 16 lớp. Và chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị một nhân vật rất quan trọng của cuộc thi ngày hôm nay, người biết ý tưởng và chỉ đạo, cũng là người cùng các thầy cô huấn luyện cho các thí sinh trong 2 tuần vừa qua. Vâng, mời một tràng vỗ tay lớn đón chào đón sự xuất hiện của cô Thu Trang. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các thầy cô và toàn thể các em học sinh, có được hội thi của chúng ta buổi sáng ngày hôm nay là sự cố gắng nỗ lực rất lớn của tập thể các thầy các cô và các bạn học sinh, cũng như sự đầu tư
và tâm huyết giúp đỡ của tất cả các chi đoàn. Và trước hết, cô giáo muốn tất cả toàn trường ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng chính chúng ta. Thứ hai, 32 thí sinh đến từ 16 lớp đang đứng ở trên sân khấu của chúng ta hôm nay đã trải qua hơn 2 tuần tập luyện. Và các bạn có biết không, những bạn nữ chưa từng đi giày cao và hôm nay thử đi giày cao, các bạn đã phồng rộp hết cả chân trong cho những bài đi kết thúc. Bộ câu hỏi gần 200 câu phát cho các bạn liên quan đến rất nhiều các chủ đề và những cái nội dung mà các bạn chưa từng được biết đến. Các bạn đã xem, đã đọc, đã học thuộc và phải tự tìm hiểu rất nhiều những kiến thức mà bên ngoài mình chưa từng, không có trong nhà trường để ôn thi cho cuộc thi này thật là tốt. Bên cạnh đó phải chuẩn bị các phần thi khác như hiểu ý đồng đội, phần thi giỏi nghề quê hương, phần thi tài năng mà hứa hẹn lát nữa thôi sẽ mang đến cho toàn thể hội thi chúng ta một không gian vô cùng sôi động, hấp dẫn và đầy thú vị. Và cô giáo tin rằng là để có hội thi ngày hôm nay đứng trên sân khấu lúc này, cả 32 bạn đều đã là người chiến thắng, đều là hoa trạng nguyên của trường Nguyễn Đình Khiêm. Và hội thi của chúng ta đến giờ phút này và lát nữa thôi, trong suốt quá trình diễn ra hội thi, tôi có tin rằng tối hôm qua tôi có tâm sự với một thầy giáo ở trong trường rất nhiều trăn trở. Và có hỏi là gì, có nói với tôi là hy vọng ngày mai sẽ thành công. Và tôi trả lời thầy giáo như thế này ạ, hội thi của chúng ta chắc chắn sẽ thành công, bởi vì tất cả mọi người đều cố gắng, nỗ lực và đến giờ phút này không lý do gì không thành công cả. Và sự thành công đó là sự thành công của 32 thí sinh, 32 bạn vô cùng đẹp trai, vô cùng xinh gái và rất đáng yêu của chúng ta đang đứng trên sân khấu này. Một lần nữa hãy nổ tràng vào đây thật lớn để chúc mừng 32 hoa trạng nguyên của trường Nguyễn Bình Khiêm. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Vâng, xin được cảm ơn.